Để vĩ đại, Man City cần Champions League như Messi cần World Cup. Một đội bóng không vô địch Champions League liệu có trở nên vĩ đại, thậm chí là vĩ đại nhất trong thời đại đội bóng ấy thi đấu? Câu hỏi thú vị mang đậm triết lý này chắc chắn gây chia rẽ trong giới quan sát lẫn người hâm mộ. Lionel Messi muốn vĩ đại hơn Cristiano Ronaldo vẫn cứ phải đem quả bóng vàng và chức vô địch World Cup ra đo. Thực tế, chỉ đến khi Messi dẫn dắt Argentina đăng quang giải vô địch bóng đá thế giới thì tranh cãi mới ngã ngũ. Những khái niệm khó hình dung và đo lường như tầm ảnh hưởng hay kỹ năng thật khó để định đoạt. Thế giới này luôn trọng vật chất như thế. Trong vài năm trở lại đây, Man City chính là minh chứng sống động nhất cho đề tài tranh luận mang tính triết học bóng đá này. Thay cho Pep Guardiola đã thống trị bóng đá Anh bằng 4 chức vô địch Premier League và đang hướng tới danh hiệu thứ 5, đồng thời là lần đăng quang thứ 3 liên tiếp. Kỳ tích chỉ có Man United dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson vĩ đại làm được trong giai đoạn từ 1999 đến 2001. Điều đáng nói, Guardiola làm thay đổi cục diện ngoại hạng Anh. Thời đỉnh cao của Man United, giải đấu cao nhất của bóng đá Anh luôn diễn ra cởi mở, kịch tính với kết cục đua vô địch khó lường gấp bội Bundesliga, Ligue 1 hay La Liga. Những giải đấu bị biến thành lãnh địa của các thế lực giàu có và hùng mạnh. Man City áp đặt luật chơi mới. Đội bóng nào giành được trên dưới 90 điểm mới mong manh giành chức vô địch với đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, Man City luôn bị gắn mác chọc phú. Đội bóng này đã chi hàng tỷ bảng để xây dựng đội hình vượt trội từ chất đến lượng và lại còn bị Premier League cáo buộc 115 lần vi phạm các quy tắc tài chính của giải đấu. Bởi vậy, thành công của thầy trò Guardiola trong hơn nửa thập niên qua không nhận được nhiều sự trân trọng như các đội bóng khác. Dẫu vậy, dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, quyền lực tối cao Man City xác lập bắt nguồn từ tay cầm quân xuất chúng không thể phủ nhận của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Man United hay Chelsea cũng chi hàng tỷ bảng trong vài năm trở lại đây, nhưng cả hai thế lực một thời này đều phủ phục trước sức mạnh của The Citizens. Liverpool vươn lên mạnh mẽ, nhưng rồi gục ngã theo kịch bản bi hùng thường thấy ở giai thoại về những nghĩa quân nổi dậy. Tự chung, Man City dưới thời Pep Guardiola là lực lượng ưu việt bất khả hoài nghi của thời đại này. 6 mùa liên tiếp dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, Man City luôn duy trì phong độ ổn định ở đẳng cấp cao vô cùng ấn tượng và hiếm thấy. Tuy nhiên, Man City chỉ được công nhận là vĩ đại nếu và chỉ nếu vô địch Champions League, vĩ đại hơn nếu giành cú ăn ba. Chiến tích đến bây giờ, Man United vẫn chú thích trong phong truyền thống là độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu hay có 1-0-2 trong lịch sử bóng đá Anh. Không ai có thể phủ nhận The Citizens là thế lực thống trị bóng đá Anh và là đội bóng hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đã kéo tụt tầm vóc vĩ đại của Man City và khiến cho những hoài nghi về khả năng vô địch Champions League của thầy trò Guardiola luôn bị hoài nghi. Ở mùa giải này, Man City dường như tỏ ra tự tin hơn tại đấu trường châu Âu. Thầy trò Pep Guardiola nghiền nát RB Leipzig 7-0 trong trận lượt về vòng 1/8. Lì lợm quật ngã Bayern Munich với tổng tỷ số 4-1 tại tứ kết để có mặt ở bán kết. Real Madrid sẽ là ngọn núi thử thách cao nhất mà Man City cần phải vượt qua để chinh phục được chức vô địch Champions League mà đội bóng này luôn khắc khoải khao khát. Tại chung kết ở Istanbul, bất kể đối thủ là đội bóng nào đến từ thành Milan, dù là Inter hay AC Milan, nếu Man City thất bại thì đều là bất ngờ lớn và có thể xem như huyền tích tập 2 tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sau cú ngược dòng kinh điển của Liverpool trước AC Milan vào năm 2005. Tại FA Cup, trước mắt thầy trò Pep Guardiola chỉ còn một trận chung kết và thật thú vị, chướng ngại vật cuối cùng trên con đường chinh phục FA Cup của The Citizens lại là Man United, đội bóng duy nhất đến bây giờ có cú ăn ba của bóng đá Anh. Bởi vậy, trọng trách đặt lên vai thầy trò Erik Ten Hag nặng nề gấp bội phần bởi sứ mệnh lịch sử. Đó chính là đánh bại Man City để chiến tích vĩ đại của các bậc tiền bối vẫn là độc nhất vô nhị. Nếu trên chiến trường, dám chắc những cầu thủ MU sẽ ôm bom cảm tử, ngăn bước kẻ láng giềng đáng ghét. Đáng tiếc, đây là sân cỏ và chỉ có thực lực mới ngăn được Man City. Man United đã trở nên mạnh mẽ hơn cùng huấn luyện viên Ten Hag, nhưng còn lâu mới vươn tới đẳng cấp của Man City. Cuối cùng, ở trận địa Premier League, chiến thắng áp đảo 4-1 trước Arsenal trong trận đấu bù vòng 29 tại Etihad đã định đoạt cục diện mùa giải này. Arsenal có 9 tháng rưỡi dẫn đầu trên bảng xếp hạng và hiện vẫn đang đứng trên ngôi cao nhất, nhưng nhiều khả năng Man City mới là đội đăng quang. Khoảng cách 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn tới 2 trận. Bằng kinh nghiệm và quan sát, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sớm muộn thì thầy trò Guardiola sẽ xoắn ngôi Arsenal và bảo vệ thành công chức vô địch. Như vậy, quanh đi quẩn lại, thử thách lớn nhất cho Man City trong hành trình chinh phục cú ăn ba vĩ đại vẫn là Champions League và Real Madrid. Mùa trước vẫn tại bán kết, đội bóng Hoàng gia đã chứng minh bản lĩnh và khí chất đế vương khi ngược dòng hạ chính Man City trong thế chỉ còn 1% cơ hội chiến thắng. Từ bài học đau đớn ấy cùng nhiều bài học đau đớn khác, có lẽ Guardiola nói riêng và Man City nói chung đã nhìn ra chân lý tại đấu trường ẩn chứa quá nhiều biến số khôn lường như Champions League.
Thay vì cố kiểm soát mọi nguy cơ, Man City đã biết cách chống chọi mọi nguy cơ theo cách rất đơn giản. Đó là chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật này thay vì kiểm soát bóng đã giúp thay cho Pep hạ gục Bayern. Và khi Guardiola đã bớt suy nghĩ, hay nói cách khác là toan tính giản đơn hơn, Real Madrid khó lòng đem bóng vía ra dọa. Nếu vô địch Champions League, nếu giành cả cú ăn ba, Man City xứng đáng xếp ngang hàng với Barca thần thánh do chính Guardiola dẫn dắt giai đoạn từ 2008 đến 2012. Đội bóng này đã giành 3 chức vô địch La Liga liên tiếp, cũng như 2 lần đăng quang Champions League. Về mặt cảm xúc, có lẽ Man City chọc phú không thể nào làm sao động tâm hồn người hâm mộ bằng gã khổng lồ xứ Catalonia với những ngôi sao trưởng thành từ La Masia và chơi thứ bóng đá đặc trưng Tiki-Taka. Từ sự độc đáo, đột phá mới lạ cho đến tính mỹ học, thế hệ Messi, Xavi và Iniesta đã bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá với vị trí trang trọng bậc nhất. Tuy nhiên, hoàn toàn có cơ sở để đặt ra đề tài Man City hiện tại không thể vĩ đại hơn Barca năm xưa. Nhưng liệu có phải là đội bóng xuất sắc hơn? Nói cách khác, nếu đưa Man City hiện tại trở lại năm 2010 và thi đấu với Barca, đội nào sẽ thắng? Về mặt chiến thuật, có một số khác biệt thú vị giữa hai đội sẽ ảnh hưởng đến trận đấu giả tưởng này. Điểm đáng chú ý nhất là trong khi Messi chơi ở vị trí số 9 ảo thì Haaland là trung phong thực thụ. Sự khác biệt cơ bản này tạo nên phong cách khác nhau giữa hai đội. Uy vũ của trung phong hộ Pháp người Na Uy sẽ khiến Carles Puyol và Gerard Pique phải e dè và giữ vững vị trí thay vì dâng cao hỗ trợ phối bóng. Đồng nghĩa, khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Barca trở nên rộng hơn, tạo cơ hội cho Kevin De Bruyne và Gundogan gây náo loạn. Ngược lại, Messi gây ra vấn đề hoàn toàn khác cho hàng thủ Man City. La Pulga có xu hướng lùi sâu để tham gia cùng Xavi và Iniesta, rồi gây sức ép nơi khu vực trung tuyến. Anh tận dụng khả năng cơ động, biến hóa và nhãn quan chiến thuật thính nhạy để kéo hai trung vệ Man City ra khỏi vị trí và tạo ra tình thế khó khăn cho đối phương. Haaland là cầu thủ xuất sắc, nhưng ngoài khả năng săn bàn lợi hại, tiền đạo này chưa đóng góp nhiều vào lối chơi. Trong khi đó, Messi là bậc thầy chuyền bóng, mang đến cho Barca khả năng kiểm soát bóng áp đảo, từ đó thao túng thế trận và tạo ra những đột biến không ngờ. Cho dù hàng thủ Man City chuẩn bị kỹ lưỡng tới đâu, ngăn chặn Messi vẫn là điều bất khả, nhất là khi có sự hỗ trợ của Xavi và Iniesta. Về mặt phòng ngự, hai đội thiết lập hai kiểu khác nhau. Về chất lượng cá nhân, ba trụ cột nơi hàng thủ Barca dưới thời Pep là Puyol, Pique và Busquets rất khó bị vượt qua. Trong chiến thuật của Guardiola khi dẫn dắt Barca, Busquets thường lùi xuống giữa hai trung vệ, tạo điều kiện cho một trong hai trung vệ bắt chặt Haaland theo kiểu một kèm một. Không phải ai cũng muốn và dám theo kèm tiền đạo người Na Uy, nhưng chắc chắn nếu còn thi đấu, Puyol là một trong số hiếm hậu vệ như thế. Trong khi đó, ở khâu kiểm soát bóng, cách lùi sâu của Busquets tối quan trọng trong việc đưa trái bóng lên phía trên để phát triển tấn công. De Bruyne không phải là cầu thủ giỏi phòng ngự và theo kèm, do đó rất khó để tiếp cận Busquets, bậc thầy thoát pressing bằng xử lý một chạm. Man City chưa sở hữu cầu thủ phòng ngự nào đạt tới trình độ của Pique, Puyol hay Busquets, nhưng ưu thế của Man City là Guardiola này lớn hơn Guardiola kia 10 tuổi. Nói cách khác, 10 năm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm giúp Pep xây dựng được hệ thống phòng ngự cơ động và biến hóa qua cấu trúc 3-2. Một hậu vệ sẽ phải được kéo về như trung vệ thứ ba, còn hậu vệ trái bó vào trong thành cặp tiền vệ tại vị trí mỏ neo. Như vậy, quân số lẫn phương án chuyền bóng đều tăng gấp đôi. Ở vị trí tiền vệ sáng tạo, De Bruyne nổi bật hơn Xavi lẫn Iniesta ở khả năng quyết định trận đấu. 50 trận gần nhất, tiền vệ người Bỉ đã ghi được 16 bàn và thực hiện 25 pha kiến tạo. Mới nhất trong trận chung kết mùa giải với Arsenal là cú đúp bàn thắng và đường chuyền cho John Stones ghi bàn. Ngay cả mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp, Xavi hay Iniesta đều không đạt được hiệu suất ấn tượng như vậy. Rõ ràng, De Bruyne là viên ngọc quý trên vương miện của Man City. Nhưng những số liệu thống kê là cách tiếp cận phi lãng mạn về bóng đá. Xavi và Iniesta sinh ra là để thao túng thế trận chứ không phải đưa bóng vào lưới. Bộ đôi này làm chủ cường độ và nhịp điệu trận đấu một cách siêu phàm. Với Xavi và Iniesta, Barca cầm bóng đến độ đối phương nghẹt thở, lúc hoa mắt vì những đường chuyền ma mị, khi thì ngỡ ngàng bởi các pha đan lát như thiều hoa dệt gấm. Và trên hết, ngoài Xavi, Iniesta, Barca còn Messi bất khả so sánh. Nếu Haaland hòa nhập hơn nữa, trưởng thành hơn nữa, hoàn thiện để toàn diện hơn nữa trong những mùa giải tới, chúng ta có thể so sánh lại. Còn hiện tại, Barca thời đại Tiki-Taka vẫn là tiêu chuẩn chưa một đội bóng nào có thể vươn tới.